con xin hỏi chúng sanh đại loại như các côn trùng như mũi kiến mối mò sinh ra do ác nghiệp gì ở kiếp quá khứ vậy sư ờ, trong bốn cái bất khả tư nghị con nghiệp và nghiệp là bất khả tư nghị và sư rất là e ngại trong số nhiều vị Uh, khi mà nói về nghiệp và quả của nghiệp ấy, uh, nói khá là mạnh miệng trong khi không có cơ sở dựa vào uh, mà chỉ thuần túy là dựa vào suy đoán cá nhân hoặc uh, là người này người kia bàn lại sách vở ở ngoài người ta chép như thế nào rồi mình nói là như thế đó không có cơ sở thì sẽ rất lấy làm ái ngại bởi vì uh, cái việc mà dính tới nhân quả đó uh, chúng ta không có nói đùa À, không có nói đùa được. Còn cái nghiệp gì mà khiến cho chúng sanh sanh làm những cái loài mà côn trùng nhỏ bé như vậy thì um, trong kinh không có thật sự nói rõ. Ví dụ như một cái chúng sanh nào đó do làm cái nghiệp gì đó mà họ phải tái sanh làm con kiến hoặc họ phải tái sanh làm con mối thì uh, trong kinh không có đề cập tới. Uh, mà có một cái uh, chú giải một cái đoạn chú giải pháp cuốn như thế này uh, mà nó cũng có trong tạng luật đó là một vị tỳ kheo uh, khi mà cận tử còn tiếc nuối cái tấm y của mình chưa có được mặt chưa có được mặt y mới mà chưa có được mặt uh, thì do cái lý do đó vì này tái sanh làm cái con um, con rệp ở trên tấm y rồi có vị tỳ kheo khác thì khi tận khi cận tử à, tiết núi có cái lòng tham ái đối với cái bụi à, à, mía ở à, ở gần đó à, cho nên vì này tái sanh làm cái con sâu ở trong cái mía thì từ những cái đó, đó chúng ta có thể tạm tạm suy ra là khi chúng ta có cái nghiệp tham ái à, Với một cái món đồ nào đó Thì chúng ta có thể tái sanh làm Một cái con vật à, nhỏ Ở trong cái món đồ đó Rồi à, như trường hợp à, Một vị à, à, Vua Sư không chắc Mà thôi không chắc thì không nói Ờ, tại vì cái gì cũng phải dẫn chứng kinh điển mà mình không dẫn chứng kinh điển mình nói rất dễ nó bậy ờ, rồi các cái nghiệp các cái nghiệp mà tái sanh làm loài thú thì trong đó có đương nhiên là nghiệp tham hoặc là nghiệp sân nó cũng dẫn đến việc tái sanh làm loài thú rồi trong việc tái sanh làm loài thú nó có những cái như thế này chúng sanh phước nhỏ chúng sanh phước nhỏ thì tái sanh làm thú nhỏ chúng sanh phước lớn ta sanh làm thú lớn tức là trong khi họ tái sanh làm loài thú à, tùy theo cái phước họ nhỏ hay lớn mà cái, cái 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 kích cỡ của con thú đó nó cũng sẽ lớn hay nhỏ tương ứng riêng bồ tát thì à, à, nhỏ nhất hình như là không nhỏ hơn con chim sẻ thì phải mà lớn à, thì một ông không có nhớ cái đoạn này. À, cái này là một trong những cái hạnh của Bồ Tát. Nói chung á là khi mà chúng ta có những cái nghiệp bất thiện thì chắc chắn là chúng ta tái sanh làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, chỉ riêng có những vị chỉ riêng có những vị à, làm thiện nhiều, làm thiện nhiều có tu hành nha, có tu hành. À, nhưng mà trong trước khi chết mà còn tham ái đó thì à, không có đọa liền xuống các cảnh khổ mà chỉ đọa xuống cỏ súc sanh thôi còn trong khi đó đó có vị tỳ kheo um, cũng tạo các ác nghiệp rồi sau đó đi địa ngục sau khi địa ngục xong rồi đó địa ngục xong rồi vì lại tái sanh lập con cá thì không có cái không có cái đoạn nào mà nói rõ là cái nghiệp nào thì khiến cho một chúng sanh nào đó sanh làm con mũi xanh uh, làm con dơi xanh uh, làm con mối con mọt thì thật sự trong kinh không có chúng ta chỉ đơn giản là biết hai chuyện thứ nhất là do các cái nghiệp bất thiện các nghiệp bất thiện ví dụ như tham ái về một món đồ nào đó uh, hoặc là một người một vật nào đó uh, thì uh, chúng ta sẽ xanh dễ xanh làm cái con vật ở trên cái món đồ mà mình tham ái cái thứ hai là khi sanh làm loài thú á, thì cái loài thú nhỏ thì phước nó sẽ ít hơn là loài thú lớn. Ừ?